Hi, xin chào cô chú anh chị, bạn xem kênh Sinh Vlog Cuộc Sống Hàn Quốc nha. Thì sáng hôm nay vẫn như thường lệ phải thức rất là sớm để đi làm bạn. Giờ này là 6 giờ bên Hàn rồi nhưng mà bạn thấy trời vẫn còn tối nha. Thì công việc ngày hôm nay là làm gì mình cũng chưa biết nữa bạn. Người ta kêu đi làm thì cứ đi thôi nha. Bạn xem video thấy yêu mến nhớ like đăng ký kênh theo dõi cùng mình nha. Chứ ở bên Hàn này không có cái kênh nào quay thực tế như mình kênh mình đâu bạn. Mình chỉ quay những công việc thực tế của người Việt mình làm bên này cho tất cả mọi người xem thôi nha. Ngoài những công việc đó thì mình rảnh rỗi mình sẽ quay giống như là các món ăn ở bên này cho tất cả các bạn xem nữa. Nhớ theo dõi kênh mình nha các bạn. Này cải nha các bạn. Mấy cô chú đằng kia đang quay cà phê uống. Sáng ngày chủ người ta sẽ cho mình uống cà phê nha. Lần táo bà cũng dặn. Có đó ông, cái ông mập mập này ông cũng dễ lắm. Bà không có phê sao bà về. Đây. Bà muốn đọc. Này chứ đây. Xin. Ủa. Xin. Xin. Không có nước lọc hết trơn. Không có nước lọc hết trơn. Lòng lấy cà phê chạy nó được kìa. Biết kìa. Uống bữa nay nhiều lắm. Uống thì la lên nha, để dư nha. Cho con ly nhiều nhiều rồi, nước nha con. Nhiều nước hả con? Dạ. Ờ của con à. Con uống cho no mà. Quậy quậy lên, quậy lên con. Quậy lên. Đây. Lấy cái muỗng quậy. Đủ chưa nha? Đủ chưa? Nào đưa cho ông chủ, ông thủ coi ông muốn không. Quậy lên, quậy đưa cho ông thủ đi. Rồi, ông uống cho ăn sao? Đủ chưa nghe, trời la làm lên chứ để hồi nó chế cho con uống mà sao? Sao chân nếp coffee chút cái vô. Uống cà phê xong mình đi ginh cải vừa ra chỗ. Sáng lạnh đi rồi chưa nóng à, ngọt. Bù lại sáng ngày dắt này nghe bê bê chứ. Đây là công việc thực tế bên hàng nha các bạn. Thì nãy trồng xong cái miếng nhỏ nhỏ kìa. Lại đây trồng miếng khác nha. Trồng nguyên ngày vậy đó các bạn. Sáng giờ chưa được ăn gì nữa, chưa tới giờ ăn. 9 giờ mới bắt đầu được nghỉ ăn nha các bạn. Thì khum từ sáng tới chiều trong cái này đau lưng rồi đau đùi rồi đau đủ thứ đau hết bạn, không phải dễ ăn đâu nha. Xung bên hàng tiền làm tiền công việc nào thì tiền công việc đó nha các bạn. Làm công ty thì khỏe nhưng mà lương thấp, làm đồng thì lương cao hơn xíu mà mệt. Mệt lắm chứ không phải dễ ăn đâu nha.
Đây là cuộc sống thực tế bên hàng nha các bạn. Nhiều người đi qua hàng người ta sẽ không cho mình biết bên này người ta làm gì rồi hết. Kênh của mình là quay về công việc thực tế thôi nha. Không có kênh nào thực tế như kênh của mình đâu bạn. Nhiều người về người ta quăng lựu đạn rồi đi bên này nước ngoài này sướng rồi. Thật bạn kia không có làm gì mà sướng mà được tiền hết nha bạn. Gì cũng phải đổi bằng công sức mình, mồ hôi nước mắt nè. Quá nghe chịu cực chịu khổ mới có tiền các bạn. Anh phía trước này 6 người, ở sau này thì 3 người. Với mình nữa là 10 người các bạn. Mình thì chỉ đi gãi, sáng mình trồng tí xíu rồi giờ mình đi tưới nước, nãy giờ mình đi tưới nước nha các bạn. Trồng xong người ta phải tưới nước qua một quận. Sơ qua một quận cho nó để nó bắt đất. Hôm này nguyên ngày về nghe cái đít nó đau đau. Nhân ơi. Ôi giời, bốc qua đem bánh. Ừ, có gì đâu. Tới giờ ăn cái vui dữ ha. Gì nhỏ ha. Ông điện à, đem tới dạ. Còn nó đổ đại đi chú ơi, lát cũng mềm à. Còn ai có mì nữa không? Bà bên không có đem thố. Chờ hai chồng sáu ngày mà không có đem thố. Không ăn mì đi hả? Đâu một bánh không? Không lấy mì này đây tôi xíu con phải lan. Lan đâu trời? Có phải lan không? Có mấy củ? Đâu? Chắc kìa, có ăn không? Ở đây mình tự đem hết à? Đây mình tự đem à? Sáng này nó ăn chiều qua giờ nó ăn. Chiều qua giờ là tao ăn bánh này. Có cái nước uống thù gà sốc. Sáng này tao mì nước không được khối rồi em tao mà. Con nấu nãy giờ mới mềm mềm nữa nè. Mày nghĩ vậy sao? Ăn hồi nó chọc bụng mất tao đi. Chưa chín nữa. Mày tao còn ăn sống mà. Hả? Chưa chín nữa. Kệ mềm mềm ăn đại đi chứ. Rồi, bữa nay ông tôi ăn công dắt hả? Ngán à. Đây cho các bạn xem là đi làm nông bên hàng. Vui lắm nha các bạn. Khum từ sáng tới chiều luôn. Giờ này là tầm gần 3 giờ chiều rồi các bạn. Ai cũng đau lưng hết. Miếng miếng đất còn nhiêu đây nè, đây tới chiều phải dòng gắn cho xong nè bạn. Rồi ở dưới này thì bạn thấy toàn người Thái không mà, cũng mười mấy người nữa.
Ngồi bên kia bạn thấy không? Ngồi bên kia 6-7 người. Đây nữa nè bạn. Còn người Thái không nha. Dưới này thì người Thái, còn mấy trên này là người Việt. Thì làm từ sáng giờ mình cũng thấm mệt rồi các bạn. Thì làm bên hàng cũng vui lắm nha các bạn. Đây nè các bạn thấy không? Thôi mình phải tiếp tục công việc của mình nha các bạn. Đây là kết quả một ngày làm nè các bạn. Xong rồi nghe các bạn. Đây là buổi chiều, buổi sáng bên kia. Giờ này hết đau lưng rồi ha. Giờ thì chuẩn bị về nha các bạn. Đang nghỉ ngơi bên kia. Mấy bạn mấy người Thái Lan đang gạch cột mũ các bạn. Thì bên này không những có người Việt mình mà người Thái Lan rất là nhiều luôn nha. Vậy là kết thúc một ngày làm việc rồi các bạn. Xong một ngày làm việc thì giờ cái lưng nó cứng còng luôn bạn. Tiền ở bên hàng không có dễ kiếm đâu nha. Hiện giờ xe vô rước mình nè bạn, giờ đi bộ ra xe nha. Thì ở video sau mình sẽ cho bạn xem cụ thể tiền lương ở bên này một ngày bao nhiêu tiền luôn. Thì video này chưa lãnh lương các bạn. Hôm nay chưa được lãnh lương nên không có quay cho bạn xem được nha. Thì tới đây mình cũng xin kết thúc video ở đây. Bạn xem video thấy yêu mến cho mình một like, một đăng ký kênh để tiếp tục đồng hành cùng mình ở bên Hàn Quốc nha các bạn. Thì bye bye cả bạn nha.